Hồ Vĩnh Hoa gặp Trình Phúc Thần năm 1979. Hồ Cầm Đỏ đi trước dùng phi đoạn. Trình Phúc Thần ứng phó bằng tả trung pháo. Đỏ lên sĩ để củng cố trận thế, đồng thời chờ xem động tĩnh. Đổi lại như đỏ đi. Hai bên ngang thế. Hồ Vinh Hoa sĩ 4 tiến 5. Đỏ pháo 8 tiến 2 tuần hà là nước cờ muốn cầu biến. Đổi lại thế đỏ đi pháo 8 bình 9. Tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Hồ Vinh Hoa lên pháo bên trái tuần hà. Đen tốt 5 tiến 1. Nước cờ hay. Đổi lại. Gen đi mã 7 lùi 5. Tiếp theo có thể là. Cờ đỏ hơi ưu. Trình Phúc Thần bỏ tượng đi tốt. Thank you.
Đỏ tốt 3 tiến 1, nước cờ chính xác. Đổi lại. Thế đỏ đi mã 3 tiến 4. Cản. Không cho mã. 5 của đen có thể thoái về đầu tượng. Tiếp theo thể là. Chiếu tướng bắt xe. Cờ đen thắng. Hồ Vinh Hoa tốt 3 tiến 1. Đỏ nhảy mã lên hà, nước cờ sáng suốt. Ở đây là buộc đổi mã, cờ đỏ có thể khống chế cục thế, duy trì ưu thế nhỏ. Đổi lại, chiếc đỏ đi pháo 5 đùi 3. Cờ đỏ khó phát triển. Hồ Vinh Hoa mã 3 tiến 4. Đen lùi mã, nước cờ chắc chắn. Đổi lại, đen phải đi tốt 3 tiến 1. Đấu tốt, nước cờ hay hơn, dễ đánh thành cờ hòa. Trình Phúc Thần, mã 1 lùi 3. Đen lui pháo. Đổi lại. Đen có thể đi mã 4 tiến 2 giữ pháo. Tạm thời không cho mã cánh trái của đỏ có thể đi lên. Nước cờ hay hơn. Trình Phúc Thần pháo 3 lùi 5.
đen lùi tượng, dẫn đến thua cờ. Đổi lại, đen có thể đi sĩ 5 tiến 4, cờ đen có thể chống đỡ được. Trình phúc thần, tượng 5 lùi 3. Đen sĩ 5 tiến 4. Đổi lại, như đen đi tượng 7 tiến 5, liên kết hai tượng. Hình thành pháo mã tốt, tất thắng hai pháo hai sĩ. Trình phúc thần, tiến sĩ bỏ tượng. Đến đây, cờ đỏ hơn hai tốt, hai tượng. Về cơ bản, cờ đỏ nắm phần thắng trong tay.
Đỏ thắng cờ. Mời các bạn xem lại diễn biến ván đấu.
Trình Phúc Thần cầm đen mất quân, buông cờ chịu thua.